Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Emway Channel. Hôm nay thì mình đang có ở đây là chiếc Redmi Note 10 phiên bản 5G các bạn ạ. Với chiếc máy này được anh em quan tâm khá là nhiều tại vì đây là con máy 5G giá rẻ nhất tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại, cũng như là con máy đầu tiên tại Việt Nam chạy cho mình vi xử lý là Dimensity 700. Vậy thì hiệu năng của con chip Dimensity 700 này thì nó sẽ như thế nào? Thì không để anh em đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với video test game trên sản phẩm Redmi Note 10 5G này nhé. Và trước khi bắt đầu video thì nếu anh em mà quan tâm về cái sản phẩm Redmi Note 10 5G với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại Cellphone.net thông qua đường link ở dưới phần mô tả video. Hiện tại Cellphone.net đang bán chiếc máy này mức giá là 4.890.000 đồng nha các bạn. Nói chung là một cái mức giá cực kỳ thơm cho những bạn mà đang muốn sử dụng 5G tại Việt Nam. Ok, trước tiên thì mình sẽ show cho anh em xem được cái điểm số AnTu của chiếc máy này nhé. Thì nó hiện tại đang có số điểm AnTu tầm là gần 300.000 điểm, cụ thể là 296.400 điểm AnTu. Trong đó CPU của nó là 96.000, GPU của nó là 56.000 với phiên bản AnTu V9.0.8. Nếu các bạn chấm với phiên bản V8 ấy, thì nó chỉ được tầm là hơn 200.000 một tí xíu thôi. Đánh giá của mình về con chip là Dimensity 700 này thì nó chưa thực sự mạnh về phần điểm số AnTu cho lắm. Rồi, còn về phần trải nghiệm chiến game ấy thì mình sẽ nói qua về tựa game Liên Quân nhé. Tại vì tựa game Liên Quân là một cái tựa game mà không được tối ưu trên những con chip Dimensity. Ví dụ như là Dimensity 800 này, 820 các thứ thì các bạn chỉ chơi được ở mức là 30 FPS và không thể bật setting cao. Thì với con chip Dimensity 700 này thì nó cũng tương tự các bạn ạ. Với những cái thao tác phản hồi đầu tiên ấy thì mình thấy rằng là chiếc máy này thì lâu lâu nó vẫn có một cái sự giật lag nhẹ đó. Ví dụ như là load map các thứ thì nó không phải là quá nhanh, các bạn thấy không? Lúc nãy load map ấy thì phải mất tầm là 30-40 giây mình mới load được vào bên trong. Và những cái thao tác khi chúng ta bắt tắt những cái thông báo này nọ ấy thì nó cũng không quá mượt. Nói chung là con chip Dimensity 700 ấy thì tựa game Liên Quân là một cái tựa game mà mình đánh giá không được cao cho lắm. Setting game chỉ nằm ở cái mức tầm trung. FPS không có FPS cao, đồ họa thì lên được cái siêu cao, còn độ phân giải thì không thể nào mà lên được HD nhá. Nói chung thì cái tựa game Liên Quân, nếu anh em muốn chơi thì có thể là mốt lên. Còn trong video này thì mình sẽ tập trung đánh vào tựa game là PUBG Mobile để có thể là test được nhiều thứ và trải nghiệm hiệu năng một cách tốt hơn trên chiếc máy này. Ok, và hiện tại thì mình đã vào luôn với tựa game là PUBG Mobile rồi các bạn ạ. Và với chiếc máy này thì có một cái điểm khá là buồn là chiếc máy này thì nó chỉ setting được ở cái mức là HD cộng với cao hoặc là mượt cộng với cực cao mà thôi. Chúng ta sẽ không có mức setting cao hơn trên cái sản phẩm là Redmi Note 10 phiên bản 5G này nhá. Trong video này thì mình sẽ ưu tiên ở mức độ họa mượt cộng với cao để có được những cái trải nghiệm là tốt nhất. Khử răng cưa thì mình sẽ tắt đi để giảm cái tài nguyên máy, và cũng như là trong phần âm thanh thì mình sẽ để cái mức trung bình. Và chiếc máy này nếu có muốn lên cao ấy thì cực cao ấy thì cũng không được đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ở trận đấu map đấu Orango luôn để xem là chúng ta sẽ có được những trải nghiệm như thế nào ở đây nhá. Có một cái điểm mà trên cái sản phẩm Redmi Note 10 5G này thực sự mình chưa hài lòng lắm, đó chính là phần loa của Redmi Note 10 thông thường các bạn còn có loa kép, nên là khi mà chúng ta xác định hướng trái phải trước sau khi mà chơi game ấy thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn một tí xíu. Còn với Redmi Note 10 5G thì nó chỉ có loa đơn ở bên dưới mà thôi, thế nên là khi mà chúng ta kiểu che mất cái loa dưới rồi thì gần như chẳng nghe thấy gì được, và xác định hướng trái phải trước sau rất là chuối các bạn ạ. Bắt buộc các bạn phải đeo tai nghe thì mới có thể là chơi tốt được trong những trường hợp như thế này. Rồi, trên biểu đồ chính là cái phần FPS để anh em có thể xem được cái độ gọi là mượt và ổn định của nó. Thì hiện tại đang loanh quanh tầm là 40 FPS ở trong khu vực phòng chờ thi đấu. Hy vọng là khi mà chúng ta nhảy dù các thứ thì nó sẽ ok hơn. Cảm giác cầm nắm của nó thì cũng không khác gì so với Redmi Note 10 đâu. Có một cái điểm cộng là mặt lưng của nó sẽ là mặt lưng nhám này, nên là khi mà mình cầm vào không có bị dính mồ hôi, dấu vân tay, cảm giác không có bị trơn trượt. Đó, bây giờ thì mình cũng sẽ tiến hành đo nhiệt độ luôn để xem là con Redmi Note 10 này 5G này thì nó có nhiệt độ như thế nào nhá. 42 độ trong khu vực nóng nhất, chắc là đây là khu vực con chip Dimensity 700 này. Khu vực bên dưới thì nó chỉ loanh quanh tầm 38 độ, khu vực mặt trước thì nó chỉ tầm là 38 độ mà thôi. Khi vào game thì máy bắt đầu là nóng nhẹ rồi. Ở mặt trước này là 42 độ cho phần cao nhất và bình thường là 38 độ nha các bạn. Trận này thì mình sẽ nhảy xuống khu vực là Pochinki các bạn ạ, tại vì khu vực này thì cũng khá là gần đường bay, vì cái đường bay này nó hơi chuối. Nhảy vào Mileta Bay thì chắc tỷ lệ tạch là gần như 100% rồi, nên là bay vào khu Pochinki là hợp lý nhất. Có khi ở đây lại gặp người bắn nhau cũng vui. Đó, load map thì mình thấy là cũng khá là ổn, FPS dao động tầm 41 khá là ok, tầm 40-41 nha các bạn. Đôi lúc thì vẫn gặp tình trạng là giật và khựng nhẹ một tí xíu, tuy nhiên thì mình thấy rằng cái trải nghiệm của nó thì vẫn tốt, chưa có bị crop nhiều, chưa có tụt FPS sâu.
biểu đồ FPS khá là đều. À, cảm giác hơi giật này, ở đây cảm giác có vẻ hơi giật. Ui bạn mình à, tưởng đây thì chết cha. Ui có quả X4 đâu rồi. Thanh niên này nhanh thế nhỉ. M16 luôn. Khi mà di chuyển người ấy, cảm giác nó hơi bị giật giật, nó hơi bị kiểu gì các bạn ạ. Ping thì ở cái mức tầm 80 ms đổ lại, mili giây đổ lại thì mình thấy vẫn ok. Đấy, cảm giác nó không được mượt chưa lắm. Không phải mượt, không mượt thì cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì tầm giá của nó dưới 5 triệu thì đây gần như là cái mức setting có thể gọi là cơ bản nhất rồi. Chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi hơn được một thiết bị mà chỉ có mức giá dưới 5 triệu. Đấy, các bạn thấy không? Nếu mà có hệ thống loa kép là mình có thể xác định được hướng rồi. Còn nếu không có loa kép ấy, thì hiện tại mình đang nghe bằng niềm tin. Thằng này người à? Nhìn cách nghiêng bắn xịn thực sự các bạn ạ. Nhìn real thực sự luôn. Ui, hơi bị giật ở đây này, hơi giật nhẹ chỗ này này. Ui, người. Ui, bay đầu rồi. Này có play gun luôn ạ. Xịn so thật. Ui cha, còn quả nết mít rồi. Thôi xong luôn, end game sớm rồi các bạn ạ. Người, mấy thằng đồng đội mình kia chán thực sự luôn. Ui thôi rồi, mất quả play gun. Cay thế nhỉ. FPS vẫn khá là đều nha. Mình đánh giá là có chiếc Dimensity 700 tuy là không setting được ở mức cao, nhưng mà FPS khi mà giao tranh như này là ổn định phết. Cay thực sự các bạn ạ. Quả đấy mà mình cảnh giác tí xíu, máy mượt ngon, xác định hướng các thứ là ok rồi đó. Do là con này không có loa kép nên và cái hệ thống loa của nó không mấy ấn tượng, nên là khi mà mình combat trong game thì cảm giác là nó kiểu sao nhỉ, nó không giúp mình được chính xác khi mà chúng ta di chuyển hoặc khi chúng ta chơi game xác định vị trí ấy. Nghe tiếng chân cũng với hệ thống loa ngoài của nó là gần như không thể. Rồi mình sẽ chơi cái map đấu của công đi để xem là trong map đấu săn hốc thì có gì hay nhá, và trong cái điều kiện chơi là mượt cộng với cực cao thì nó sẽ như thế nào. Ok, round này thì bên mình nhảy dù vào khu vực resort cũng khá là căng trong map đấu săn hốc đấy các bạn ạ. À, không biết vào đây còn sống hay không, nhưng mà nói chung là khi mà nhảy dù thì mình thấy khá là mượt. FPS tổng thể của game ấy thì rất ít khi bị drop. Cảm giác lag là do mình đã chơi quen với mức FPS là 60 rồi, nên là khi mà mình quay trở lại mức 40 hoặc là 30 FPS thì mình cảm giác lag. Chứ nếu như các bạn đang chơi quen với 30 mà lên 40 ấy, thì mình nghĩ rằng nó cảm giác nó sẽ mượt hơn. Mình vừa nghe tiếng súng thì chắc chắn là chỉ có của là boss thôi, chứ làm gì có người mà nhảy sớm thế được. Ui thôi xong. Trong khu vực nhà này có người này. Hy vọng mình không nhảy dù trong quả này. Rồi đi. Một thanh niên rồi. Mình không biết là thanh niên vừa chạy ở đâu rồi, nhưng mà vẫn còn tiếng chân ở dưới nhà. Đóng quả nón vào cho nó chắc củ. Thôi đi. Chuẩn game nhảy dù rồi. Cay thế nhờ. Nói chung là khi mà giao tranh thì FPS của nó không ổn phết đấy. Không bị drop đâu. Khi mà mình out ra thì nó mới bị ấy thôi. Nhìn chung là ổn. Thôi vậy thì mình đã lỡ chơi hai map công and Roya rồi. Thì bây giờ mình sẽ chơi nốt quả map của con khủng long mà do loài người tạo ra đấy. Để xem cái map này có gì hay nhá. Titan cùng nộ. Ôi map này vào rất nhanh các bạn ạ. Như các bạn đã thấy đấy, là một video mà mình có thể trải nghiệm được tận là 3 map với mức setting cao nhất đang có trên chiếc máy này. Thì cũng là những cái trải nghiệm rất là chân thật cho anh em có thể là chơi để biết được là map nào giật, map nào lag hay không. Lúc nãy thì mình có bị khựng nhẹ một tí xíu nhưng mà chấp nhận được. Nói chung là map này như vậy ok rồi. Cái quả Titan nó nằm ở đâu ta? Mình chưa được hóng gặp được thanh niên T-Rex trong cái map này. Loa nó cũng khá là bé các bạn ạ. Không phải quá lớn đâu. Nên là vừa lo bé cộng với lại không có loa kép nữa thì thực sự ở đây là một cái điểm trừ lớn đấy. Về cảm giác gọi là nhiệt độ, độ nóng ấy, thì mình thấy rằng con này nó rất là mát hề luôn. Chắc là nó cũng chỉ loanh quanh tầm 42 độ thôi, chứ không thể nào lên được, hoặc 43 là căng. Tại vì nó mát lắm, nó mát hơn rất là nhiều so với con Snapdragon 7320G hoặc là Snapdragon 732G. Và mát hơn rất là nhiều so với con chip Helio G90T. Chắc nó dùng tiến trình nhỏ hơn nên là khả năng làm mát tản nhiệt của nó cũng sẽ tốt hơn. Mẹ bà thanh niên này không hiểu bay kiểu gì. Di chuyển các thứ FF vẫn 40 nhá. Vào khu sườn trước mặt.
tầm 38-40 ấy, ổn định phết. Lút dạo cả phòng mà không thấy một khẩu, không thấy một cái ba lô nào các bạn ạ. Giờ có đồ cũng không nhét vô được, chán thực sự luôn. Không có một cái ba lô nào luôn. Ui quả map đỉnh. À có ba lô 1 rồi này các bạn. May quá. Trên cái nóc nhà này là siêu nhiều đồ. Mình vẫn chưa thấy con Titan ở đâu ta. Ui cảm giác cũng có bị lag nhá. Xuống 40 rồi. Quả ốp kia là bắn người à. 240 này. Hình như người thật các bạn ạ. Thôi bắn nóc đồng đội mình luôn rồi. Đỉnh cao thế nhờ. Ui bắn nóc được cả hai ông ạ. Căng. Nó ở đâu vậy ta? Ơ what the fuck? Vãi cả game nhảy dù các bạn ạ. Thôi không sao. Nói chung là như vậy thì mình cũng đã trải nghiệm được tựa game Pops Mobile này với các bạn rồi. Nói chung thì mình thấy như thế này. Con chip Dimensity 700 ấy, thì đây vẫn là một con chip mà mình thấy rằng là hiệu năng của nó tương đối ổn trong tầm giá. Chơi game ở cái mức là 40fps thì nó vẫn rất ổn định. Chẳng qua có một vấn đề là tựa game Liên Quân Mobile thì anh em sẽ không thể nào chơi được ở cái mức FPS cao thôi. Còn tất cả những trải nghiệm còn lại thì mình thấy khá là ngon. Về phần nhiệt độ thì sau tầm là 20 phút chiến game ấy, thì nhiệt độ cao nhất của nó sẽ là 43 độ, khu vực nóng nhất. Và nhiệt độ dưới của nó sẽ là tầm 39 độ. Đó, khá là ngon. Còn về phần mặt sau ấy, thì đây là cái mức nhiệt độ các bạn có thể cảm nhận được. Ở phần trung tâm, mặt lưng, phía trên, khu vực nóng nhất là 43 độ. Đó, còn khu vực phía dưới, viên pin này, nó tầm là 40 độ thôi. Thậm chí là 38 độ ở những khu vực mà nó mát mát. Đó, nói chung là về phần trải nghiệm nhiệt độ, thì con chip Dimensity 700 thì mình thấy rằng là nó rất là tốt. Rồi, video của mình thì cũng xin tạm dừng tại đây. Vậy thì các bạn nghĩ gì về con Redmi Note 10 phiên bản 5G này? Và con chip Dimensity như vậy thì các bạn thấy rằng hiệu năng của nó đã ổn hay chưa? Hay là các bạn muốn tìm kiếm những cái lựa chọn khác về phần cấu hình một cách ngon hơn, chơi game ngon hơn trong cái tầm giá này? Thì đừng quên comment nhé. Cá nhân mình thì mình thấy như thế này. Trong tầm giá 5 triệu thì mình sẽ kiểu cố gắng lên 5 triệu rưỡi để mua con Poco X3 chơi game lắm. Thanh niên này hack vai. Cái quần què gì vậy ta? Ủa? What the fuck? Lúc nãy mình tưởng là nó bắn siêu, bắn phát nào trúng phát đấy, ai ngờ là hack các bạn ạ. Mẹ cay thực sự. Thấy nó lúc nãy đi xe máy nó bay lên phát xong rồi phi qua. Cái này không phải lag đâu nha, ping của mình lúc nào cũng xanh này. Đỉnh được của nó đấy các bạn ạ. Rồi, video của mình thì cũng xin tạm dừng tại đây. Hy vọng là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Bye bye.